Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý vị, người ta vẫn nói rằng sức khỏe là thứ mà ta không nhìn thấy được, là yếu tố sống còn của mỗi con người. Hãy nâng niu quý trọng sức khỏe, đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức sức khỏe bổ ích nhất để gửi tới khán giả mỗi ngày. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Bốn quả này ngày nào cũng nên ăn để thận khỏe, chống ung thư, ngừa tiểu đường cực tốt. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Như cô bác đã biết, trái cây thì có khả năng bổ sung vitamin, chất xơ, khoáng chất và các hợp chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt, có một số loại trái cây có thể giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và cung cấp đa dạng nguồn dinh dưỡng cho cơ thể người. Cụ thể, chúng có những tác dụng bổ thận, ổn định về đường huyết và có khả năng ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên. Ngay bây giờ, mời cô bác cùng chúng tôi điểm qua tên của những loại trái cây vừa có chỉ số đường huyết thấp, vừa có lợi cho sức khỏe mà cô bác nên tăng cường tiêu thụ. 4. Việt quất với chỉ số đường huyết là 53. Việt quất có nhiều chất chống oxy hóa và là hợp chất thực vật có khả năng làm giảm viêm và bảo vệ tế bào không bị tổn thương bởi các gốc tự do. Từ đó góp phần giúp cho chúng ta giảm bớt nguy cơ mắc một số loại ung thư như là ung thư thực quản, ung thư ruột kết hay là ung thư vú. Đồng thời loại quả này góp phần tăng cường về sức khỏe của thận bởi vì chúng có một lượng chất xơ rất nhiều hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp thận loại bỏ các chất đặn bã, độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó làm giảm bớt áp lực mà thận đang phải gánh vác. Ngoài ra, có một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ăn việt quất có thể giúp cho chúng ta làm giảm huyết áp, cho nên rất tốt cho sức khỏe của hệ tim mạch. Nhờ đó mà áp lực tác động lên thận cũng sẽ bị giảm đi, và việc suy giảm chức năng thận cũng sẽ được phòng ngừa. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa rất nhiều kali, vitamin C. Hai chất này có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của thận. Cuối cùng, hai chất chống oxy hóa trong quả việt quất có thể giúp cho cô bác làm giảm quá trình hấp thụ đường trong ruột, nhờ đó giúp cho cơ thể cô bác kiểm soát lượng đường huyết tốt hơn. Loại quả này cũng có khả năng tăng cường sự nhạy cảm của tế bào insulin, từ đó ngăn chặn sự gia tăng đột ngột của chỉ số đường huyết sau khi ăn. 3. Lựu với chỉ số đường huyết là 53. Lựu là một loại quả mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là cho thận và cho việc kiểm soát đường huyết của con người. Tương tự như là việt quất, lựu có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và anthocyanin và vitamin C nữa, cho nên rất có lợi cho hệ tim mạch, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thận, cũng như chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng trong quả lựu có tác dụng rất tích cực trong cuộc chiến chống lại ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, đại tràng, gan, phổi và nhiều bệnh khác. Loại quả này cũng có chỉ số đường huyết là GI rất thấp, cho nên cực kỳ thích hợp cho những cô bác đang mắc tiểu đường, sử dụng mà không sợ vực đường huyết bị tăng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, những người mà mắc bệnh tiểu đường type 2, khi mà uống nước lựu trong một thời gian dài sẽ có sự cải thiện tình trạng insulin rất đáng kể. Thứ hai, anh đào với chỉ số đường huyết là 22. Quả anh đào hay người ta còn gọi là quả cherry là một nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa, có tác dụng làm và giảm viêm rất dồi dào. Bên cạnh đó, các thành phần hoạt tính có trong quả anh đào cũng có khả năng cải thiện quá trình lọc axit uric của cầu thận và thúc đẩy
quá trình bài tiết axit uric ra ngoài. Đây là một trong những loại quả có chỉ số đường huyết thấp nhất, cụ thể là 22. Bên cạnh đó, chúng lại có rất nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng làm tăng việc sản xuất insulin trong cơ thể, điều chỉnh lượng đường ở trong máu. Song song đó, lượng chất chống oxy hóa dồi dào này còn có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính, trong đó có tiểu đường. Loại quả này rất giàu chất xơ. Chỉ cần cô bác tiêu thụ khoảng 10 quả anh đào mỗi một ngày thì lượng chất xơ cung cấp cho cơ thể sẽ là 1,4 gram, tương đương với 10% lượng chất xơ mà các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chúng ta ăn một ngày. Song song đó, lượng chất xơ này cũng có khả năng làm chậm quá trình chuyển hóa của đường, ngăn ngừa hiện tượng đường huyết tăng đột biến sau khi cô bác dùng bữa. Bên cạnh đó, theo như một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học châu Âu cho thấy rằng thường xuyên sử dụng anh đào sẽ giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa gây ra bệnh tiểu đường type 2 vô cùng hiệu quả. 1. Chanh với chỉ số đường huyết là 20. Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, uống nước chanh có thể cải thiện sức khỏe của thận cho những người có tiền sử mắc về sỏi thận, mà phổ biến nhất chính là sỏi canxi, bởi vì chanh có chứa citrate hoặc là acid citric, một hoạt chất có thể giúp chúng ta ức chế sự phát triển và kết tụ của các tinh thể hình thành nên sỏi thận. Lượng vitamin C dồi dào trong nước chanh làm giảm huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch, nhờ đó duy trì sức khỏe cho thận. Chanh cũng chứa chất chống oxy hóa và một chất chống viêm có thể làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể người và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong chanh giúp cho chúng ta kiểm soát về đường huyết, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên có một điều mà cô bác cần phải lưu ý, đó là không nên uống nước chanh quá đặc hay là quá chua để tránh ảnh hưởng đến dạ dày. 7 loại cây có khả năng giúp trái tim luôn khỏe mạnh. Theo như thống kê, bệnh tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, nếu như có một chế độ ăn uống lành mạnh, có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Bởi vì điều này có thể giúp cho chúng ta kiểm soát huyết áp, làm sạch mạch máu và giúp trái tim khỏe mạnh hơn. Dưới đây là một số loại trái cây được coi là siêu thực phẩm, tác động rất tốt đến sức khỏe tim mạch mà cô bác nên thêm vào chế độ ăn hàng ngày. 1. Cam. Các loại trái cây có múi như là cam, quýt hay là bưởi không chỉ cung cấp nước cho cơ thể mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và vitamin C. Tuy nhiên trong quả cam thì lại chứa một lượng pectin rất là cao, có khả năng loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể người một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, trong quả cam cũng chứa một lượng kali có khả năng loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, điều chỉnh huyết áp của cô bác trở về mức bình thường. Điều tuyệt vời nhất là lượng kali này có khả năng trung hòa các protein có thể gây sẹo cho sự phát triển của mô tim, ngăn ngừa tình trạng suy tim một cách thần kỳ. Thứ hai là kiwi. Kiwi là một loại siêu trái cây có thể bảo vệ hệ thống tim mạch cũng như làm giảm sự xuất hiện các cục máu đông dẫn đến đau tim, đột quỵ rất hiệu quả. Tác dụng này có được là do kiwi có lượng vitamin E, C và B rất cao. Kiwi cũng chứa magie, đồng, thậm chí là cả kali nữa. Tất cả các loại vi chất này đều góp phần hỗ trợ rất tích cực cho sức khỏe của tim và hệ thống mạch máu. Thứ ba là dâu tây. Dâu tây là một loại nguyên liệu chính của nhiều món ăn sáng, đồ ăn nhẹ và món ăn tráng miệng thơm ngon. Do đó cô bác sẽ có rất nhiều sự lựa chọn để bổ sung dâu tây vào chế độ dinh dưỡng của mình. Loại siêu trái cây này chứa nhiều vitamin C, folate cũng như là các chất dinh dưỡng, khoáng chất tốt cho hệ tim mạch. Bên cạnh đó,
các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng dâu tây có khả năng mở rộng mạch máu, cho nên có thể góp phần làm giảm sự tích tụ màng bám, điều chỉnh huyết áp để giúp tim mạch khỏe mạnh hơn. 4. Dưa hấu. Dưa hấu có lượng vitamin A, vitamin C, vitamin B6, kali và magie rất dồi dào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất này có thể giúp cho chúng ta làm giảm cả huyết áp và lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể. Bên cạnh đó, dưa hấu sở hữu hàm lượng chất xơ và đặc biệt là lycopene cực kỳ cao. Theo như đó thì lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ mạch máu khỏi các tổn thương. Nhờ vậy mà mạch máu lưu thông khắp cơ thể hiệu quả, từ đó bảo vệ an toàn cho chức năng và hoạt động của hệ tim mạch. Thứ năm là chuối. Các loại trái cây màu vàng như thế này có chứa hàm lượng kali rất cao. Cụ thể, một quả chuối sẽ cung cấp cho cô bác từ 320 đến 400 mg kali, chiếm khoảng 10% nhu cầu kali hàng ngày của cơ thể. Vì vậy, loại quả này hoàn toàn có khả năng điều hòa nhịp tim, ổn định huyết áp rất hiệu quả. Ăn chuối thường xuyên sẽ giúp cho cô bác đẩy lùi các biến chứng nguy hiểm do thiếu hụt kali như là rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh xoắn đỉnh, ngừng tim, thậm chí là tử vong. Thứ sáu, nho đỏ. Nho đỏ sở hữu lượng chất chống oxy hóa thuộc nhóm polyphenol rất là cao. Theo những nghiên cứu, nhóm dưỡng chất này có khả năng phòng ngừa các bệnh lý có liên quan đến tim mạch bằng cách hạ huyết áp và cải thiện chất lượng máu có trong cơ thể. Ngoài ra thì chất xơ, vitamin C, K và kali có trong nho đỏ góp phần rất lớn trong việc ổn định nhịp tim, loại bỏ màng bám tích tụ trong mạch máu. Do đó đây là một lựa chọn không thể thiếu nếu như cô bác nhà mình muốn dùng trái cây để bảo vệ sức khỏe cho tim mạch. Thứ bảy là thanh long. Loại trái cây này có chứa rất nhiều axit béo không bão hòa, cho nên có thể góp phần tăng cường hoạt động của tim. Đồng thời chúng có khả năng cải thiện hệ thống miễn dịch, từ đó góp phần bảo vệ tim và các bộ phận khác. Đối với người bình thường, tiêu thụ những loại trái cây như trên rất là tốt cho sức khỏe. Còn đối với những cô bác không may gặp phải những căn bệnh có liên quan thì việc bổ sung những trái cây này không những góp phần hỗ trợ điều trị bệnh mà còn giúp cơ thể chống lại một số biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Do đó ngay từ hôm nay, cô bác hãy ăn tăng cường tiêu thụ trái cây trong chế độ dinh dưỡng của mình, đặc biệt là những loại mà chúng tôi đã liệt kê ở trên cô bác nhé. Cảm ơn cô bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như cô bác thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.